Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio Và ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này để chia sẻ cho anh chị và các bạn Cái cách để chúng ta có thể kết hợp con K10 với lại dây livestream xosma MA2 Trên hai chiếc điện thoại để chúng ta có thể livestream được trên ứng dụng Bigo rồi, Bigo thì hiện tại là rất nhiều anh chị và các bạn đang sử dụng rồi Bây giờ Lê Hoàng sẽ chỉ cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta có thể lắp đặt như thế nào nha như trên màn hình của Lê Hoàng thì anh chị và các bạn thấy Lê Hoàng đang sử dụng con sâu cạc XOX K10 Lý do vì sao lại là K10 Vì con K10 này nó có 16 chế độ Eco Reverse rất là hay ở đây Mà Lê Hoàng hay chia sẻ cho anh chị và các bạn Thì với anh chị và các bạn là chúng ta sử dụng để hát Thì chúng ta dùng K10 16 chế độ Eco Reverse Hỗ trợ cho giọng hát của chúng ta rất là nhiều luôn Đó Rồi Và bây giờ như kết nối thì anh chị và các bạn cũng biết rồi Ở đây là dây nguồn của sau cạc ha Thì Leo Hàng sẽ ghim vào trong củ sạc điện thoại cũng được Sạc dự phòng cũng được Rất là dễ luôn Đó Tiếp theo Anh chị và các bạn nhìn xem Ở đây là micro chúng ta sẽ ghim vào đây Rồi tai nghe ghim vào đây Rất là đơn giản dễ dàng luôn Là chúng ta có thể sử dụng được rồi Và bây giờ để livestream được trên điện thoại Hai cái Đây Leo Hàng để sẵn đây Một cái Leo Hàng sẽ dùng để phát nhạc một cái leo hoàng dùng để livestream. Đó, ok. Rồi, trước tiên, bây giờ leo hoàng sẽ sử dụng dây, đó là dây MA2. Nó có ba cái đầu như thế này. Khác với những anh chị và các bạn chúng ta sử dụng thu âm trực tiếp vào điện thoại hoặc là chúng ta live Facebook thì cái cách ghim nó sẽ khác. Còn trên Bigo thì nó sẽ khác một chỗ là gì? Nếu chúng ta ghim giống như bình thường chúng ta thu vào điện thoại á thì khi mà live Bigo á anh chị và các bạn sẽ không nghe được cái tiếng của cái người like bên kia người ta nói người ta trò chuyện với mình á anh chị bạn không nghe được rồi thì bây giờ lê hoàng sẽ chỉ cho anh chị và các bạn cách ghim làm sao mà anh chị và các bạn hát người ta nghe mà người ta nói chuyện anh chị và các bạn cũng có thể nghe được tiếng của người ta luôn rất là đơn giản luôn giống như cái cách ghim bình thường á thì sao cái dây like này á chúng ta sử dụng hai đầu đầu màu hồng và màu đen cái đầu màu hồng chúng ta sẽ ghim vào trong cái lỗ tai nghe ha rồi cái đầu còn lại, đầu dây màu đen này Chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại mà chúng ta like Rồi, ở đây thì Lê Hoàng like bằng điện thoại iPhone Các dòng điện thoại iPhone từ iPhone 7 tới iPhone 12 á Là cái cổng của nó là cái cổng dẹp như thế này nè Bắt buộc chúng ta phải chuyển ra cổng tròn Thì cái cổng này á, anh chị và các bạn mua ở đâu? Anh chị và các bạn vào đúng trong thế giới di động Anh chị và các bạn mua cổng như vậy nè Ờ à, Thế động hiện giờ đang bán có giá là 300 ngàn anh chị và các bạn nhớ mua dây chính hãng của thế di động anh chị bạn xài rất là ok còn mua dây bên ngoài thì nhiều khi chúng ta sẽ xài không được đấy rồi chúng ta sẽ ghim vào đây đó rồi cái cộng còn lại này chúng ta sẽ ghim vào trong cái đầu dây màu đen đây đầu đen ghim vào đây ok đó nhớ nha đây là cái điện thoại mà lê hoàng sẽ like bigo nha điện thoại này đó ok màu hồng vô đây màu đen chúng ta ghim vào trong điện thoại rồi là xong Cộng dây màu xanh này bình thường là chúng ta sẽ không có xài Được chưa Là khi anh chị và các bạn sử dụng để thu âm Trực tiếp vào trong cái điện thoại này Hoặc là chúng ta uh, live stream trên Facebook Rồi Còn bây giờ bigo thì nó sẽ khác một tí đi Thì cái đầu màu xanh này á Chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại Điện thoại này Ok Rồi Đó Cái điện thoại mà chúng ta ghim cái cọng dây màu xanh này á Thì chúng ta sẽ mở Youtube ha Chúng ta mở karaoke gì đó đi Đó đây, thì chúng ta cứ mở karaoke thì nó sẽ phát Rồi, tiếp theo Một cái rất là quan trọng nữa Cái cọng dây hai đầu 3.5 như thế này này Một đầu chúng ta sẽ ghim vào đây Đây, vào trong cái cổng này Của cái cọng dây mã 2 ha Rồi, cái đầu còn lại này Chúng ta sẽ ghim vào đâu Chúng ta sẽ ghim vào ở phía Sau của sau cạc ha Kế bên cái cọng dây nguồn nè, lỗ 3.5 nè Đó, rồi đó, đơn giản như thế này thôi rồi Lê Hoàng nhắc lại nha. Cái đầu màu hồng á, chúng ta sẽ ghim vào kế cái lỗ tai nghe này. Rồi, tiếp theo, cái đầu màu đen của chúng ta á thì chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại mà chúng ta phát live Bigo ha. Đó. Rồi, cái đầu màu xanh á thì chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại mở nhạc. Đó, cái điện thoại mà chúng ta mở YouTube lên á để chúng ta phát nhạc nè. Đó. Rồi truyền vào cục này. Rồi. Ở đây, anh chị và các bạn cùng xem đó chúng ta sẽ ghim cái cọng dây hai đầu 3.5 từ cái lỗ tròn trên cái cục này và chúng ta sẽ ghim vào ở phía sau cái cổng lấy nhạc kế bên cái cọng dây nguồn của K10 nè đó như vậy là xong rồi thì cái AB này chúng ta sẽ gạt qua cái bên nào mà chúng ta nghe được tiếng nhạc và tiếng micro đầy đủ ha đó, nó tùy theo điện thoại của anh chị và các bạn Rồi, nói thêm nha Đối với như anh chị và các bạn sử dụng điện thoại iPhone á từ 7 đến 12 thì chị và các bạn mua thêm cái dây chuyển này Nhớ là cái này ra thế giới di động anh chị và các bạn mua nha Chứ bên Lê Hoàng không có bán cái này đâu Cho nên chị và các bạn mua về đừng có kêu ô tô xài iPhone sao thiếu cái này Không phải nha, iPhone thì ra thế giới di động mua cái ổng này Nhớ dùm cho Lê Hoàng Tất cả sản phẩm bên Lê Hoàng Studio đều được bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Thì anh chị và các bạn yêu thích nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 098 97 37 960 và lùa trên 24, 24. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho Lê Hoàng Studio nha. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.